Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương ngày hôm nay. Thường thì khi mà chúng ta nhà có ban công thì các bạn rất là mong muốn biến ban công đấy của mình thành một cái khu vườn nhỏ để treo và trồng rất là nhiều các loại cây này, đa dạng các loại cây và để đa dạng các cái màu sắc của khu vườn đấy. Thì chậu treo là một cái dòng chậu được rất là nhiều người quan tâm, nhất là nó đa dạng một cái hình dáng này, kích thước này, màu sắc này, và nó còn có thể trồng được rất là nhiều các loại cây mà chúng ta mong muốn ở đấy. Và cái giá thành của nó cũng khá là hợp lý. Thì hôm nay mình cùng với các bạn sẽ đi tức là review xem các cái loại chậu treo mà hiện được rất là nhiều người quan tâm nhé. Thì như các bạn đang thấy đây là chậu treo bát giác nhé. Chậu treo bát giác thì với cái hình dạng là một dạng chậu nhựa và có cái móc treo có thể tháo rời, rất là tiện lợi khi mà chúng ta có thể đặt ở kệ hoặc là đặt treo như thế này. Đó, đây là chậu treo bát giác và chúng ta có thể trồng rất là nhiều các loại hoa vào chậu này nhá. Thì cái dòng chậu treo bát giác này các bạn có thể treo ở có thể treo ở ban công này hoặc là treo ở hàng rào, rất là hợp lý và tiện lợi, tăng thêm cái tính thẩm mỹ cho cái ban công nhà mình này. Tiếp theo là chảo treo nhé. Đây, chảo treo này. Chảo treo thì có loại kích thước loại nhỏ này và kích thước loại to nhá. Kích thước loại to ở đây. Đó, kích thước loại to nha. Thì với cái dòng chảo treo này thì được móc bằng xích. Cái xích này thì rất là chắc chắn thôi, và mình cũng có thể tháo rời được rất là dễ dàng, di chuyển này, hoặc là mang đi khi mà chúng ta cần thay đổi và trồng được rất là nhiều các loại hoa. Thì như các bạn thấy đây là cây hoa triệu chuông, và đây là dạ yến thảo này. Đó, rất là nhiều luôn. Đây, ngọc thảo. Ngoài cái dòng chậu treo này ra, trồng chảo treo này ra thì chúng ta còn có các dòng chậu tròn nhá. Chậu tròn thì đa dạng về cái màu sắc này. Như các bạn đã thấy đây là màu hồng. Cũng có thể tháo rời ra được màu hồng này, màu đỏ này và màu xanh này. Trồng rất là nhiều các loại, như thì đây là mình đang trồng cúc. Thì ở đây là mình đang trồng một chậu son môi. Son môi đang ra hoa rất là đẹp đúng không ạ? Đây, trồng rất là nhiều luôn. Chậu treo. Và tiếp theo đây là chậu mini nhé. Đó, chậu mini này mình cũng có thể tháo rời các cái móc của nó và mình có thể để ở trên giá này, trên kệ này, rất là đẹp luôn. Chậu mini thì rất là phù hợp trồng những cái loại cây rủ xinh xắn như này, mình có thể treo rất là xinh luôn. Treo và là mình có thể treo ở được rất là nhiều luôn vì nó rất là nhỏ này, nhỏ nhỏ xinh xinh này, trồng được rất là nhiều luôn các bạn nhé. Với những cái tín đồ mà mê lan hoặc là những cái tín đồ mà thích trồng cây lan thì cũng không thể bỏ qua được cái dòng chậu khi chậu nhựa này nhé. Đây là một cái dòng chậu nhựa treo trồng lan rất là hợp lý vì là chậu nhựa thì cái khả năng về cân nặng của nó thì rất là nhẹ thôi. Thay vì mình trồng chậu đất lung này hoặc là chậu gỗ thì trồng chậu nhựa vừa có thể tiết kiệm được chi phí mà giá thành này, và cái khi mà mình treo rất là nhẹ, không làm hại đến các cái dàn treo của mình nhá. Đây, mình có thể cho cái sơ dừa này hoặc là thêm một cái lớp lưới ở bên dưới để mình cho sơ dừa vào, như thế thì rất là thông thoáng này, tránh cái rễ của lan bị thối hoặc bị ngập úng nhá. Ngoài trồng lan ở trong cái chậu này ra thì mình có thể trồng rất là nhiều các cái cây khác. Đây, mình đã trồng rất là nhiều các cái cây khác ra rồi. Thì ngoài cái chậu ra thì mình cũng có cả cái chậu treo. Cái chậu treo trồng lan bằng dạng chuông nhá. Đây là cái phi trồng lan. Thì dạng chuông thì chúng ta có thể trồng lan với cái kích thước này thì khá là lớn, và cũng có cái kích thước thì nhỏ hơn, size nhỏ hơn này. Thì tùy vào cái kích thước cây lan của mình mà các bạn có thể chọn cho mình cái phi trồng lan thích hợp nhé. Dạng chuông này thì cũng khá là bắt mắt vì cái kiểu dáng của nó như kiểu hình bông hoa sen đang nở ra vậy ấy. Rất là bắt đúng không ạ? Và tiếp theo, một cái loại chậu treo khác đó là chậu treo hai đáy. Có móc treo rất là đặc biệt luôn. Vì cái dòng chậu này là cái dòng chậu treo hai đáy mà khi mà chúng ta tưới nước ấy thì nước nó sẽ được chảy xuống ở dưới này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là cái lớp trên của nó, đây là cái lớp dưới.
thì nước chảy xuống cái dòng cái bên dưới này, thì khi mà cây mà đến mình quên tưới nước ấy, thì cây cái rễ của cây sẽ tự động hút cái nước ở dưới này, vì cái khoảng cách giữa cái trên và cái dưới thì cũng sẽ ngăn cản được đất, tránh làm cái việc mà đất rơi xuống này. Đó. Rất là tiện khi mà chúng ta trồng thì không lo lắng cái vấn đề mà cây bị thiếu nước nhé. Thì khi mà nhiều quá thì nó sẽ xuống đây, và khi mà cây thiếu nước thì cây sẽ tự hút từ bên dưới này lên. Cái dòng móc xích này thì mình không thể tháo ra được, nhưng mà cái dòng rất là tiện, nếu mà các bạn cố tháo ra cũng được nhé, tháo ra cũng được này, cố gắng thì vẫn được, nhưng mà cái này khá là chặt luôn đấy. Và tiếp theo thì chúng ta còn có những cái dòng chậu kẹp lan can này. Đây là dòng chậu kẹp lan can là để thêm cái phần trang trí cho lan can nhà mình, bớt cái sự thêm cái tăng thêm cái phần thẩm mỹ nhá. Cái lan can này mình có thể kẹp vào ở khoảng giữa này, trồng được rất là nhiều các cây hoa hoặc là các cái cây cảnh mới các bạn thích. Có hai loại chậu đây, như các bạn đang thấy này, đây là chậu tròn bé to, và chậu này là chậu lớn hơn, chậu kẹp nhỏ hơn nhá. Cho tiết bên mình và trồng trong chậu treo rất là thích hợp để mình treo ở ban công nhé, rất là nhiều luôn. Và một số bạn nào muốn tăng thêm cái phần dễ thương hoặc thêm một cái sự bắt mắt lạ thêm cho cái lan can nhà mình thì các bạn có thể trồng vào trong cái khay trồng rau là hình dạng kiểu hàng rào này nhé. Mình có thể trồng treo ở lan can ban công thì nó cũng sẽ có một cái giá đỡ treo như thế này, mình có thể trồng nhé, tăng thêm cái tính thẩm mỹ này, nó tăng thêm cái vẻ đẹp và giá trị cho cái cây của mình nhé. Và ngoài ra thì mình cũng có thể trồng ở trong cái khay này, và cái khay này thì có ba bộ phận, đấy là nhất là cái khay nhựa bên ngoài này, và thứ hai là cái lưới nhá, cái lớp lưới này thì để ngăn cách giữa đất không cho đất lọt xuống dưới này, và có cái lỗ thoát nước. Và thứ ba là giá đỡ này, khi mà mình trồng mình mắc vào lan can thì mình sẽ mắc ở đây, các bạn thấy không ạ? Thì các bạn có thể quan tâm đến cái dòng chậu vuông như này, cũng dùng để treo kẹp vào lan can nhé, kẹp cái này vào lan can này, rất là đa dạng các cái dòng chậu để mình có thể chơi trồng vào những cái cây hoa như kiểu chơi tết này, thì rất là muốn đa dạng các cái sắc màu ăn công mình. Các bạn có thể tham khảo các cái mẫu chậu mình chia sẻ ở trên và lựa chọn được các cái mẫu chậu thật là ưng ý cho cái cây thì các bạn có thể tham khảo sử dụng cái cây hoa bên mình đang có trồng sẵn trong chậu. Đây các bạn thấy không ạ, rất là nhiều các cây hoa nhé, đấy các bạn thấy không, chịu đây này, hoa mắt huyền nhá. Đó, thế xong kia là dạ yến thảo đây. Đây. Phong nữ thảo lan hoa nhá. Rất là xinh. Trồng trong chậu treo này. Đây, triệu chuông ba màu luôn. Vàng này, hồng này và màu đỏ trong. Rất là nhiều đúng không ạ? Đa dạng các kích thước luôn, thì khi mà các bạn có nhu cầu thì có thể đến tận vườn mình để lựa chọn một cái chậu phù hợp cho bên cây của mình nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới. Xin chào.